giúp người tị nạn bị trục xuất cùng với Liên Hiệp Quốc IOM, mục sư TV Joshua. Đừng quên rằng, những vật sở hữu của bạn không thôi cũng không thể làm bạn thỏa lòng. Đó là lý do tại sao chúng ta chạy đầu này đầu kia mà vẫn không đủ thỏa lòng. Nhưng ban sự giúp đỡ cho người có cần, cho người nghèo thì có thể giúp bạn thỏa lòng. Chúng ta hãy giúp đỡ người gó bụa, người có cần, người nghèo khó, người tị nạn, ưu tiên hơn những sự giúp đỡ khác. Có bao nhiêu người được hạnh phúc bởi vì bạn hôm nay? Có bao nhiêu đời sống mà bạn đụng chạm lòng? Có ai đó đang cần những thứ mà bạn có? Nó có thể là tình thương của bạn, nụ cười của bạn, một cách thật lòng. Nó có thể là tiền bạc của bạn, sức lực và thời gian. Khi bạn cho một người nào đó cho một cách mà đẹp lòng Chúa Trời, thì có ai đó đang đợi để cũng ban lại cho bạn. Không có cách nào khác để chuẩn bị cho năm mới. Cách tốt nhất là hãy để tình yêu thương dẫn dắt.